Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các loại bài toán và làm một số ví dụ. Sau đây là các ví dụ về bài toán. Để làm được các bài toán này, chúng ta cần lưu ý là phải phân tích đề trước, nhớ lại các công thức tính toán và viết được phương trình hóa học phải ra. Đây là một số đề cho các bạn tham khảo. Sau khi ôn tập xong bài toán, chúng ta phải ôn tập tiếp theo đến phần thực hiện chuỗi phản ứng. Để thực hiện chuỗi phản ứng chính xác, thì cách đơn giản nhất là chúng ta phải biết quan sát ở cả hai vế, bên nào thiếu thì ta thêm vào vế bên đó cho đủ. Và thứ ba là thực hiện bài nhận biến các dung dịch sau. Trong bài nhận biết này, chúng ta cần lưu ý đến sự xuất hiện của axit bây giờ và các nhóm cần lưu ý như nhóm S4.